Thời điểm nào nguy hiểm nhất khi mắc sốt xuất huyết? Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 thường là thời gian bệnh diễn tiến nặng, tiểu cầu giảm, mất nước, sốc. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus lây truyền qua mũi, gây ra các triệu chứng giống như cúm nặng, đôi khi có thể dẫn tới biến chứng và gây tử vong, được gọi là sốt huyết đen nặng. Thông thường diễn biến của sốt xuất huyết thường xảy ra trong vòng 10 ngày đầu. Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 3, tình trạng ít nghiêm trọng hơn. Lúc này nếu bệnh nhân đến khám và được chẩn đoán sốt xuất huyết, bác sĩ sẽ hướng dẫn theo dõi tại nhà bằng việc đo nhiệt độ, bù nước điện giải và chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân, hẹn tái khám. Trường hợp bệnh nhân sốt ly bì, đau đầu, nôn, không ăn uống được, ý thức giảm là các dấu hiệu tiền lượng nặng. Dù chỉ đang ở ngày thứ 2, bệnh nhân cũng cần đến cơ sở y tế để thăm khám, từ đó có sự can thiệp kịp thời của nhân viên y tế. Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 thường là thời gian bệnh diễn tiến nặng, tiểu cầu giảm, mất nước, sốc. Những ngày này, bác sĩ sẽ theo dõi sát bệnh nhân, nếu tình trạng bệnh nhân ổn định có thể được cho ra viện. Bệnh sốt xuất huyết là bệnh do mũi truyền, hiện nay chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp hiệu quả để phòng bệnh hiện nay là diệt mũi, diệt lăng quang bọ gậy và phòng mũi đốt, vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, đặc biệt là những nơi dễ ẩm ướt, phun thuốc chống mũi đúng cách, mắc màn khi ngủ, mặc quần áo dài, phòng chống mũi đốt ngay cả ban ngày. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.